Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì mình đang đi vòng ở cả nhà, mình đi về rồi. Nhưng mà do mình chạy ngang khúc này mình thấy giao nhẫn lòng nhiều quá, cho nên là mình ghé lại mình hái nhẫn lòng mà mình không có đem gì hết trơn á. Tại vì mình đi vòng mình có cái nón nè, cho nên là mình sẽ lấy cái nón này mình đựng ghé ao luôn. Thì mình hái về mình luộc, mình ăn cơm này kia, làm một buổi cơm gia đình này kia. Thì mà ông bà cô chú anh chị các bạn đón xem nha. Tại vì mình chạy ngang á, cái mình thấy nhẫn lòng nhiều quá, nên là mình đắp lợi mình hái về luộc ăn. Ở nhà thấy ở trên kia không? Ở trên kia nó đang mưa á, nhưng mà chỗ này chưa có mưa, cho nên là mình cũng tranh thủ mình ghé rồi mình hái một ít rồi khi mình đi về. Này là rau thiên nhiên, rau nó tự mọc luôn. Đây còn ta ở đây còn nước kia nè. Rau nhẫn lòng này luộc mà chấm nước tương là ngon lắm, chấm nước tương nè, hoặc là chấm cái tàu hũ, mà tàu hũ gì nè, chao. Chấm cá này kia cũng ngon nữa. Đây. Rồi chỗ này nắng mà trên kia mưa. Chỗ này nắng một xíu á, mưa nó chảy xuống đây nè. Muốn lòng non chứ bộ. Rất là nhiều nè, hết trời luôn. Chỗ này thường á, người ta đi đồng ngang, người ta sẽ ghé lên, người ta hái luôn. Cái rau này nhúng lẩu cũng được nữa. Ơi, quéo lá mà nó non. Nhìn cái cây u na u nặng. Không có gì đựng hết trơn, lấy cái nón đựng đỡ. Đây về mình cũng sẽ rửa này kia. Về mình lặt bỏ mấy cái này, mấy cái rau rồi nè. Nghe nó lọc nhiều rồi. Cái này ra nó lòng nhiều quá chị. Mới hái con xíu mà đầy cái nón rồi. Hái gì hết chứ thế nào cũng phải bỏ sót rồi. Nó bù theo mấy cái cây này, cây bùng bát này. Đi đồng này kia kiếm rau kiếm cá ăn kia cũng đỡ tốn tiền đi chợ. Ủa cây cũng cây mắc cỡ tu mà dương. Thì sắp tới là cũng sang năm 2024 rồi cả nhà, còn một hai ngày nữa thôi là qua tết tây mình này.
sắp tới Hiếu Sương sẽ triển khai là sẽ quay hai cái clip là đăng sáng chiều. Thì buổi sáng thì mình sẽ quay săn bắt, còn buổi chiều thì mình sẽ quay ẩm thực như bây giờ nè, mình sẽ quay ẩm thực, quay nấu đồ ăn này chia cho cái nhà xem. Thì mong tới lúc đó thì nhà sẽ ủng hộ mình nha. Nhưng mà phải nhớ đăng ký kênh cho Sơn một lượt like nữa, với lại bật cái chuông thông báo á, để những lúc con Sơn ra clip á thì nó sẽ thông báo. Giờ này mẹ nhắc cái gì rồi? Giờ này tới giờ về rồi mà mẹ chưa thấy đâu, chắc mẹ nhắc rồi. Nói chung mấy cái này á, trong đồng này kia hái về ăn ngon lắm. Đồ đồng này. Những người mà người ta lớn tuổi á, người ta đâu có đi làm này kia được đâu, người ta sẽ đi hái rau này kia, xong rồi người ta ra chợ bán, mà bán thì rẻ lắm luôn á, ký có 5.000, 5-10.000 à. Đi hái thì nó cực khổ luôn, đi kiếm này kia hái. Còn cái đằng kia nữa mà mới hái tới đây mà mình thấy nhiều quá chứ về nhà luộc thì nó cũng chắc cái này chắc được một dĩa nhỏ, tại vì rau kia nó teo rồi á, nó còn xịu à, cho nên nó đi hái rau hái nhiều. Với lại nhà ông Sương là ăn rau nhiều lắm, ăn rau mát. Lột quá trời. Có mấy lần mình chạy ngang đây nè, mình thấy người ta lặt hết trơn. Hơn cái đợt này mình đi ngang còn, cho nên là mình ghé lại mình hái liền, chứ để 1-2 ngày nữa là hết trơn á. Tại cái đường này là cái đường người ta đi đồng á, người ta chạy ngang chạy lại nhiều lắm. Hái xong cái này chắc mình cũng đi về mình làm nốt cơm này kia. Mình về là mình sẽ nấu đồ ăn, nhưng mà mình sẽ không nói là mình sẽ nấu cái gì đâu. Nhưng mà cái là không có cao sang hay gì đâu, mà chỉ là dân dã này kia, miền quê này kia trong nhà, cho nên là mong cái nhà sẽ ủng hộ. Ủa rớt rồi, đầy nóng rồi. Cái lần sau mình có đi đâu mình đem cái bọc theo á. Nhớ hai cũng nhiều rồi. Thì mình sẽ đi về nhà mình nấu cơm nha. Thì mình nấu cái món gì thì cả nhà đón xem nha. Đợi một xíu nha, mình đi về đây. Mình cũng đã về nhà rồi, thì mình lặt rau rồi nè. Với lại ở nhà đang có mớ bầu á, mình cho nên là mình luộc chung luôn. Giờ mình sẽ bật cái bếp lên. Nãy mình quên bật trước cho nó sôi. Giờ mình để mấy cái này vô. Mình luộc á, nhưng mà mình để cái này vô cho nó đỡ nhạt.
Có gì á, cái nước mình hấp cũng được nhé. Được, nó cũng y chang nấu canh. À, mình sẽ để rau. Đó, để vô hết luôn. À, mình sẽ lấy cái nắp á, đậy lại nha. À, chín rồi, xôi dữ rồi. Quá trời xôi luôn rồi. Tắt mới được. Lấp ra, lấp dao rồi. À, bồng. Bữa ăn đơn giản thôi. Này vừa chín tới á, đục quá nó không có ngon. Dạ. Bầu quá trời luôn. Bầu là bầu nhà chồng luôn đó nha. Ai xem thì sẽ biết là Hữu Xuân có giường bầu á. Còn cái này mình sẽ đem xuống. Đây. Thì hôm nay là mình ăn cơm rau luộc với thịt kho. Ngon chưa? À. Trời ơi. Ơi rau cũng thơm không? Đây, thịt kho, thịt này là mẹ mình làm á. Mình làm nè. Mình hái rau về ăn chung với thịt kho. Mình ăn thử rau chấm thịt nha. Thì mời cả nhà ăn bữa cơm với mình nha. Đây, mời cả nhà ăn nha. Dao vừa chín tới rồi. Nhưng mà ăn sực sực ngon rồi. Đây mình thử miếng thịt nè. Thịt này là mẹ mình nấu á. Ngon quá à. Mẹ nấu gì cũng ngon luôn. Ăn miếng bầu. Ngon quá. Ngon quá à. Những món ăn đơn giản đồng quê vậy thôi mà ngon lắm luôn. Với lại mới nấu xong nè, nóng nóng á, ăn ngon á. Tại ăn vừa hỏi gì ăn rồi kìa. Này. Mình thích ăn rau lắm luôn á. Đúng rồi. Thịt thơm mà còn chấm rau nữa, hứa gì chịu nổi không? Hoặc là bầu này nấu canh với ăn với thịt này cũng ngon nữa. Ngon quá à. Ăn nóng nóng thì ngon luôn á.
clip tới đây chắc mình tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip nha. Ở nhà thấy hay thì cho Xuân xin một like được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.